Thế bây giờ chị nói đến cái trường hợp nếu như là cái công cụ dụng cụ này em nhá, mà mình dùng cho bộ phận hải quan ấy, được chưa? Thì hai nhỏ thiết lập phân bổ đây. Theo em là tài khoản chi phí là 154 hay 6422? Bộ phận hải quan là bộ phận hải quan là 154 chứ. Đúng, 154, bởi vì thực ra là mình phải tính giá thành cho nó, đúng không? Chỉ có mỗi cái bộ phận quản lý là 642 thôi. Thì khoản mục chi phí ở đây sẽ là sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất nhưng chấm cho HQ là hải quan. Được chưa? Có nghĩa là sau này chi phí của mảng nào thì khi tính giá thành chị sẽ chọn cho cái mảng đó nhá. Cho nên là mình phải có ký hiệu riêng biệt cho nó. Bởi vì khi nào bao giờ đến cái phân hệ tính giá thành thì em sẽ hiểu được ý nghĩa của việc chị bắt em phải tách khoản mục chi phí ra theo thông tư 133. Nhưng mà theo thông tư 200 thì em lại không tách khoản mục chi phí mà lại tách theo tài khoản 621, 622, 627 đấy. Bởi vì là thông tư 200 rõ ràng đi theo đầu 621, 622, 627. Nhưng thông tư 133 thì tất cả đều đổ vốn vào tài khoản 154. Nhưng mình chỉ có dựa vào khoản mục chi phí để mình tách ra cho từng mảng thôi. Đấy. Nếu như trong trường hợp công ty em chỉ có một mảng duy nhất là vận tải mà không có hải quan thì đương nhiên cái việc tách này là không có ý nghĩa, đúng không? Mình không cần tách. Đấy, rồi, hình dung ra rồi đúng không? Và chị lưu ý cho em là nhớ nhá, là cái phần ghi tăng này là lưu ý thứ nhất là ngày ghi tăng phải là ngày hóa đơn, kiểm tra lại hóa đơn để mà đánh vào. Thứ hai là số kỳ phân bổ phần mềm MISA luôn mặc định là một thì mình sẽ phải tự đánh vào số kỳ tương ứng 2 cho đến 36 tháng tùy theo giá trị tương ứng của công cụ dụng cụ hoặc là chi phí trả trước. Không hẳn đây là cách làm của không chỉ là của công cụ dụng cụ đâu mà nó có thể là gì? Chi phí trả trước bao gồm như là chi phí tiền thuê nhà, đúng không? Chi phí tiền thuê xe mà mình trả trước cho nhà cung cấp ấy thì mình cũng sẽ vào luôn phân hệ này. Em hiểu không? Thì lúc này em có thể đặt mã là gì nhỉ? TTN hay là tiền thuê xe mà không cần ký hiệu là CC đằng trước cũng được, nhưng mà thống nhất tất cả đều là CC đi nhá. Bước tiếp theo nói là sau khi mình làm xong thì mình bấm ghi tăng ở đây nhá, bấm ghi tăng này. Như vậy chị kết luận nó sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là mua hàng không qua kho đây. Đó. Mỗi một công cụ dụng cụ tạo một mã riêng biệt không được trùng lặp nhau. Nếu trong một năm mà có mua nhiều cái máy tính thì nên đặt mã máy tính theo số hóa đơn. Được chưa? Và cách tạo mã thì chị vừa nói xong là em sẽ có thể kiểm tra lại bằng cách là danh mục vật tư hàng hóa ở đây để kiểm tra lại cái cách tạo mã của mình ở đây. Thấy chưa? Ok chưa? Thế vậy thì bước thứ nhất thì nó nằm ở đâu? Bước thứ nhất thì Đúng đương rồi. nhiên nó sẽ nằm ở trong phân hệ mua hàng rồi. Đúng không nào? Nhưng bước thứ hai ghi tăng bây giờ mình không nhìn thấy nó đâu nữa. Thì ở đâu? Thì em sẽ phải vào phân hệ công cụ dụng cụ ở đây này. Nhá. Em nhìn chỗ phần ghi tăng ở đây này. Đó, em sẽ bấm chọn năm nay cho nó thoáng. Lấy dữ liệu ra. Được chưa? Lấy dữ liệu nha, chứ nếu mà em không lấy dữ liệu là em cũng không thể nào phát hiện ra là cái phần ghi tăng của mình nó ở đâu đâu, bởi vì nó đang ẩn nhá. Rồi. Thế thì em cũng làm cái đấy cho chị nữa. Rồi, em lấy ví dụ về cái đấy đi. Nguyên là người ở đâu em nhỉ? Em về Công quản ty này trị. công ty làm ngoài giờ của em à? Em thì hiện em đang làm với công ty của nước ngoài, công ty của Đài Loan á, người ta làm sản xuất, còn bên đây là em làm thêm thôi. Bên em là sản xuất mảng gì? Mảng kệ sắt đó chị, cái xe đẩy hàng bằng sắt, nó kêu là bằng sắt. À, kệ kệ siêu thị đúng Vâng, không? kệ siêu thị. Thế bây giờ này, chị sẽ dạy cho em, tức là có nghĩa là hai bước là em đã biết làm rồi đúng không? Rồi. Thế nhưng mà bây giờ chị sẽ dạy cho em cái cách đối chiếu nhá. Cách đối chiếu có nghĩa là mình kiểm tra xem là mình có thiếu bước nào hay không. Có thể là có khi em ghi tăng mà em lại không có mua hàng không qua kho và ngược lại. Thường thì em có mua hàng không qua kho nhưng mà em lại không vào bước ghi tăng. Thế thì em vào bảng cân đối số phát sinh này, em nhìn đồng ý nhá. Mở cái thời gian mà em cần kiểm tra này. Em kiểm tra cho chị tài khoản 242. 242 đây có 7.696.364 đồng. Được chưa? Là nợ của 242 là chừng này. Thì mình sẽ vào phần công cụ dụng cụ đây. Mình vào phân hệ ghi tăng chọn năm nay lấy dữ liệu lên thì cái giá trị ghi tăng ở đây cũng phải là 7.696.364 đồng.
Em hiểu chưa? Thế nếu giả sử như đây, ở đây mình mới chỉ có 2 triệu 160 nghìn, đang lệch mất là 5 triệu 536, tức là lấy ở trên bảng phát sinh nợ của 242 ở trên bảng cân đối số phát sinh đấy, mà trừ đi giá trị cái tăng của cái phần mà mình đang vào này này, nó vanh đúng số tiền 5 triệu 536 nghìn này, thì chứng tỏ là một điều là có một cái công máy tính này mình chưa ghi tăng, thì mình sẽ làm thao tác ghi tăng tiếp, đúng không? Cách thứ hai thì khi em vào nghiệp vụ công cụ dụng cụ đây, em ghi tăng đồng loạt này này, em chọn là mua hàng không qua kho ở đây, em chọn năm nay ở đây nhá, em lấy dữ liệu lên. Nếu như mà nó, tức là nó sẽ chạy ra những cái vấn đề, những cái hóa đơn chứng từ mà mình hạch toán vào mua hàng không qua kho ấy, nhưng lưu ý là phải để ý cái tài khoản chi tiết của nó là phải là 242, nó đang còn đây thì chứng tỏ là em chưa ghi tăng hết, đúng không? Thì em lại tiến hành ghi tăng. Nhưng mà nhớ nhá, có những cái hạch toán nợ 642 nhưng mà em vẫn vào phân hệ mua hàng không qua kho, đúng không? Thì khi mà em lấy lên ở đây nó vẫn lên, nhưng em có ghi tăng không? Em không ghi tăng. Ừ, là hiểu rồi. Đây là cách đối chiếu bằng bằng mắt mắt thường nhá. Tí nữa chị sẽ dạy em một cách đối chiếu mà bằng máy nữa cơ. Thế nhưng mà nếu như giả sử trong trường hợp mà em quên không ghi tăng ở đây nhá, thì bằng cách em thử một cái là vào nghiệp vụ này, vào công cụ này, vào ghi tăng hàng loạt ở đây này, chọn này, mua hàng không qua kho ở đây này, rồi chọn thời gian là năm nay, tức là năm 18 này này, mình lấy dữ liệu một cái lên, thì các cái hóa đơn chứng từ mình hạch toán mua hàng không qua kho ấy, nó mà xuất hiện ở đây thì chứng tỏ là em đang làm Chưa sao, ghi tăng. chưa ghi tăng, thì em sẽ tiến hành xem lại là cái nào thực sự là công cụ dụng cụ ấy thì em ghi tăng Nè. được chưa. Rồi đây là cách mình mới chỉ xem bằng thủ công thôi là mình đã nhìn thấy vấn đề đúng hay sai. Em ghi tiếp này, đấy là cách kiểm tra thủ công nhá. Sao thứ nhất, cách kiểm tra thủ công em ghi cho chị. Bước 1, để kiểm tra thì phải vào báo cáo, vào báo cáo tài chính, vào bảng cân đối tài khoản, mẫu quản trị cũng được mà mẫu phía dưới cũng được. Mình muốn kiểm tra thời điểm nào thì mình sẽ chọn thời điểm đó. Ở đây chị chọn năm nay. Chị lấy lên là đồng ý. Chị tìm đến tài khoản 242. Được chưa? 242 ở đây chị nhìn thấy là 7.696.364 đồng. Nhá. Thì mình sẽ ghi cái số tiền này lại. Hoặc là mình có thể kết xuất khẩu cái này ra một cái file Excel để mình nhìn cho dễ. Cách nào cũng được hết. Được chưa? Thì mình kết xuất nó ra. Đây là những cái thao tác mình kiểm tra. Đó, bởi vì bản thân mình mua vào ghi tăng có đúng thì mình phân bổ nó mới đúng được, đúng không? Chứ mình làm sai ở trong các quyết toán chi tiết thì không thể nào cuối kỳ nó đúng được đâu. Thế thì ví dụ mình xuất khẩu cái bảng cân đối số phát sinh này ra, thì mình thấy là bên nợ của nó là như này. Thì sau đó xong cái bước kiểm tra bảng cân đối số phát sinh thì mình sẽ vào phân hệ phần ghi tăng. Đây, mình nhìn thanh bên trái nhá, biểu tượng công cụ dụng cụ, mình sẽ không vào sổ theo dõi mà mình vào phần ghi tăng đây. Nếu như nó đang chọn là hôm nay chẳng hạn nhá, nó đang như thế này hôm nay nhá, chị lấy dữ liệu này, nó đang như thế này hôm nay, mà hôm nay thực ra thì ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2019, mình chả hề ghi một cái chứng từ nào ngày hôm nay hết, đúng không? Nhưng mà vì cái ngày hạch toán của em đây để về là mùng 3 tháng 1 năm 2018, đúng không? Thì hôm nay nó có hiểu là ngày mùng 3 tháng 1 2018, thì mình chưa hề ghi tăng một cái công cụ dụng cụ nào nào hết. Vậy thì ở đây em sẽ phải chọn là năm nay. Em hiểu chưa? Rồi, lấy dữ liệu này. Lúc này mình sẽ xem cái giá trị ghi tăng ở đây nhá, đối chiếu với dư nợ phát sinh nợ của 242 ở đây này. Nếu trùng nhau thì chứng tỏ là mua hàng không qua kho và ghi tăng đã khớp nhau rồi, thì việc này là lúc này em yên tâm rồi, đúng không? Đúng, được chưa? Hiểu không? Rồi. Thế nếu này, bây giờ chị thì giả sử nhá, giả sử này. Giả sử là chị sẽ xóa đi cái phí đường bộ này, chị xóa đi nhá, chị sẽ xóa đi một cái. Thế trong trường hợp này thì em sẽ phải làm sao? Đây. Ghi tăng vào lạ lên, bởi vì đây em lấy này 5 5 3 6 3 6 4. Mà chị sẽ trừ đi. Đúng nào, chị trừ đi. Là em đang còn 2 triệu 160 nghìn, em chưa? Em chưa ghi tăng, đúng không? Thế thì bây giờ em vào đây, em vào nghiệp vụ công cụ này, ghi tăng này. Đó, em đi lọc nó lên.
Thì em phát hiện ra, à đúng rồi đây, đúng thiếu, còn thiếu đúng số tiền này nhá. Thì mình ghi tăng vào nữa là nó ok, được chưa? Còn cách mà kiểm tra nhanh hơn nữa, em ghi cách 2, cách kiểm tra nhanh hơn. Thì em vào báo cáo đây, em ghi, em vào báo cáo này, em vào danh sách báo cáo bên cạnh, được chưa? Em vào báo cáo, em vào danh sách báo cáo ở bên cạnh. Em đánh vào đây cho chị là chữ đối. Đối, đối chắc đối nào. Chữ đối. Sau, tức là đối có nghĩa là đối chiếu đấy. Em hiểu không? Mà trong này nó có rất nhiều đối chiếu. Thì mình sẽ tìm đến cái nào có cái dòng báo cáo đối chiếu sổ theo dõi công cụ, dụng cụ và sổ cái. Nhá. Thì mình sẽ chọn năm nay. Năm nay. Đồng ý. Đó. Đây, nó bảo em ngay này. Đây là cái báo cáo đối chiếu. Vậy nó sẽ báo cho em là a à, bên phần sổ cái này đang dư ra 2.160.000, nhưng bên ghi tăng có không? Không có, em nhìn nhá. Tính từ cái sổ số tiền này đổ lại bên tay trái này là lên sổ theo dõi công cụ dụng cụ, nhìn tiêu đề đi. Ừ. Mà bên bên phải này em nhìn tiêu đề nó là sổ cái. Có nghĩa là sổ cái chính là cái bước thứ nhất mình làm đấy. Nhưng bước thứ hai mình không ghi tăng vào cái sổ này thì nó sẽ báo cáo cho em biết. Em hiểu chưa? Đây là cách nhìn bằng máy phát hiện cho mình rất nhanh. Ừ. Còn cách nhìn thông thường bằng mắt thường là cách thứ nhất chị hướng dẫn cho em. Được chưa? Thì như vậy ở đây là mình sẽ tự động ghi tăng lại là xong nhá. Vậy là hai bước ở phần công cụ dụng cụ nhá, chị dạy cho em rất kỹ đấy. Nội dung nào ra nội dung đấy. Thì về nhà em sẽ còn những cái chi phí nào như là tiền thuê nhà, chi phí trả trước hay là gì nhỉ? Hay là những cái máy tính, máy in, máy fax, những cái loại chi phí mình có thể phân bổ được ấy. Thì em tiến hành làm như chị làm nhá. Rồi ok. Tiếp theo cho chị một bộ về tài sản cố định nào. Ví dụ như Đang có cái xe ô tô con này, xe ô tô con này. rồi. Em kiểm tra lại bộ hồ sơ của em bao gồm thứ nhất xe ô tô, thứ hai là lệ phí trước bạ, đúng không? Đúng, Có không? có. Đúng rồi. Vì là trong vận tải hoặc là trong bất kỳ mua xe của giám đốc ấy, thì đều phải có một bộ chứng từ như thế. Rồi. Cách hạch toán hai bước của tài sản cố định. Thế thì chị nói qua này, để hình thành ra tài sản cố định thì bao gồm nguyên giá của tài sản cố định cộng với chi phí thu mua của tài sản cố định, có đúng nào? Thì ở đây nguyên giá của em ví dụ như mua ô tô là 500 triệu đồng mà thêm khoảng tầm 20 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ ấy, em đóng thì cái lệ phí trước bạ ấy được gắn vào tài sản cố định luôn, hiểu không? Đúng rồi, thế thì bây giờ mình hạch toán về tài sản trước rồi mình lại hạch toán về lệ phí trước bạ, sau đó mình mới ghi tăng cái tổng đấy lên trên phần mềm. Đồng ý chưa? Còn đối với những cái tài sản cố định riêng biệt mà không có các cái chi phí đính kèm ấy thì đương nhiên mình chỉ hạch toán cái phần tài sản đó mình ghi tăng thôi nhá. Tức mình học cái khó thì mình suy ra mình làm được cái dễ. Bước 1, mình vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng đây. Cũng hai nhỏ chọn mua hàng không qua kho, nhưng chắc chắn là chưa thanh toán rồi. Chọn cho chị thông tin nhà cung cấp, ngày hạch toán, ngày chứng từ. Và một nhỏ hàng tiền. Hàng tiền ở đây ấy, thì em sẽ chọn cho chị một dấu cộng màu xanh này. Cũng lưu ý giống như là công cụ dụng cụ ấy. Thì tài sản ở đây, mỗi một tài sản thì mình sẽ chỉ khai báo duy nhất một lần, không được trùng lặp nhau. Nhá, ok chưa? Tính chất ở đây thì mình cũng chọn cho chị là dịch vụ, tên, tài sản cố định. Và tài khoản chi phí lúc này sẽ là 21113. Nó là phương tiện vận tải truyền dẫn. Nếu mà máy móc thì chọn máy móc, đúng chưa? Máy móc là 21112. Rồi, thuế suất ở đây mình sẽ chọn là 10%. Thông thường là thế. Thì tiện thể chị đang khai thế này thì em tạo luôn cái mã trước đi. Xong em quay lại em khai thông tin nhà cung cấp vào ngày tháng, được chưa? Và số hóa đơn. Sau đấy em cất cái bước thứ nhất này cho chị. Có nhanh quá không? Dạ được rồi chị. Em hiểu. Ok. Rồi, ok. Và lưu ý khi em hạch toán thì em phải kiểm tra lại tổng giá trị thanh toán trên hóa đơn nhé. Có chuẩn hay không? Bởi vì cái đấy là cách kiểm tra đúng hóa đơn đúng hay sai. Bước thứ hai, hạch toán nội dung thứ hai là tiền lệ phí trước bạ đấy. Nhỉ, trước bạ đúng không? Của việc mua ô tô đấy. Thuế trước bạ nhỉ. Thì sẽ em sẽ vào đây. Em ghi này. Bước 1 vào. Nhìn thấy cái quyển sách màu tím không? Ừ, quyển sách màu tím này này. Đây là chỉ là phím tắt đấy nhá. Để mình vào cái chứng từ hiệu khác này, nhìn thấy không? Thấy không? Thế này. Đây, chứng từ hiệu khác.
Đúng rồi, ý là vào vào một cái bút toán trung gian tổng hợp nhá. Tức là gọi là chứng từ nghiệp vụ khác nhá. Em đánh cho chị đi. Trích tiền thuế trước bạ nộp cho việc mua ô tô theo số hóa đơn bao nhiêu đấy, thì em sẽ ghi rõ nội dung như thế. Ngày hạch toán ngày chứng từ. Nợ cho tài khoản 211 mấy? 13 đúng không? Liên quan đến, tức liên quan đến cái việc mua của tài sản gì ấy, thì mình sẽ ghi tăng đúng cái nợ của tài khoản đó luôn. Có cho tài khoản 3339 số tiền em đánh vào. Sao nhiều Lệ phí sao nhiều nhỉ? Chị thấy cũng tiền nhiều đấy. phí trước bà ô tô còn 10 Ô tô bao nhiêu tiền? ô tô 779 á. sáu trăm bảy mươi Mấy? lăm triệu chưa về Thế em cộng cho chị nào. Bước thứ nhất là xong chưa? Xong. Bước thứ hai này em ghi. em ghi Sau khi lập chứng từ nghiệp vụ khác xong thì em vào quỹ lập phiếu chi à. nhá, chi tiền đây này, thì phần mềm sẽ sinh ra cái phiếu chi như thế này. Thế thì mình sẽ chọn đối tượng là ai, ví dụ đối tượng ở đây em có thể chọn là giám đốc hay là ai đi nộp tiền đấy, được chưa? Em ghi nội dung lý do chi ở đây, chọn là chi khác nhá. Nội dung em ghi là chi tiền lệ phí trước bạ của việc mua ô tô, đúng không? Ngày hạch toán ngày chứng từ chính là ngày ở trên chứng từ mà lệ nộp lệ phí trước bạ đấy. Hạch toán nợ 3339 có tài khoản 111 số tiền tương ứng ở trên cái chứng từ nộp thuế trước bạ. Em có thể làm luôn. Đây, nhân viên này, đối tượng này, nhân viên này. Đây, ví dụ phòng bộ phận quản lý thì mình chọn là bộ phận quản lý. Đó. Cho nên là mình phải tạo cái mã phòng ban trước là như vậy đấy. Ok. Bước thứ hai, em vào nghiệp vụ này. Tài sản cố định này. Đối với tài sản cố định thì không có ghi tăng đồng loạt mà chỉ có ghi tăng, ghi như thế đi. Thì em sẽ vào nghiệp vụ tài sản cố định, bấm ghi tăng ở đây. Rồi. Bấm ghi tăng ở đây xong thì như cái cách làm bình thường thì chị sẽ làm 1 2 3 4 5 6 chị bỏ qua. Thế nhưng mà ở đây chị lại chọn ngược lại, chị làm 4 trước. Chị bấm vào 4 nhá. Và 4 này chị chọn chứng từ, tức là giống như kiểu mà mình vừa mới làm cái hóa đơn mua công cụ dụng cụ đấy em nhá. Thì mình cũng thế thôi, cách làm tài sản cũng thế. Nhưng mà cái loại chứng từ đây thì đừng có chọn mỗi mua hàng không qua kho mà mình phải chọn tất cả. Vì sao? Vì chị đang muốn lấy cả mua hàng không qua kho cả chứng từ nghiệp vụ khác vào. Hiểu chưa? Cho nên loại chứng từ chị chọn tất cả. Rồi, chị chọn năm nay. Lấy dữ liệu. Như vậy chị sẽ cắt luôn cả hai cái nghiệp vụ này vào. Và ngày ghi tăng của nó chắc chắn là ngày nộp lệ phí trước bạ. Và nguyên giá ở đây, mục đích của chị vào bước 4 này, và lúc nãy chị bảo em không cần cộng nữa. Để chị nhìn đây này. Ghi con số này lại, 753 354 545, đồng ý. Đấy chưa? Đồng ý này, đồng ý xong, bắt đầu mình quay ngược lại này. Bước 1, đúng không? Đánh vào đây, ngày 25 tháng 7 2018 vào đây. Đánh lại cho chị đi. Mã tài sản em có thể ghi TS.ô tô theo số hóa đơn để sau này dễ kiểm soát. Rồi, mua ô tô, tên ô tô em đánh vào. Loại tài sản chọn cho chị là phương tiện vận tải truyền dẫn, mục loại mã 13. Được chưa? Hai nhỏ đơn vị sử dụng, tức là những cái gì gắn dấu sao ở đây là bắt buộc phải nhập. Đấy, phần mềm này là thế nhá. Sao? Ở đây, nếu cái này dùng cho ô tô này thì chắc chắn là phòng quản lý rồi, đúng không? À, nhưng chưa hẳn đâu nhá. Có thể là bộ phận hải quan cũng sẽ dùng đến ô tô này, mà bộ phận vận tải cũng có thể là chạy, cho nên nhưng bây giờ đại diện chị sẽ chọn là bộ phận quản lý. Còn sau này quá trình cân đối mà chị thấy chi phí nào mà thiếu nhá, thì chị sẽ bày em cách điều chỉnh phần trăm. Còn bây giờ đại diện một phòng nhận là quản lý ô tô này, được chưa? Còn cái này không quan trọng, hôm nào đến phần phân bổ khấu hao ấy, khấu hao tài sản cố định ấy, thì lúc đấy em sẽ hiểu là tại sao chị lại nói như thế. Hai nhỏ thông tin khấu hao. Nguyên giá thì em sẽ lấy ở đây, đánh vào đây cho chị đi. Đây. Nguyên giá là giá trị trước thuế
của tất cả các cái tài sản cộng với các cái chi phí liên quan của việc mua tài sản. Năm, em sẽ chọn lại cho chị bằng tháng. Bởi vì chỉ có đơn vị hành chính sự nghiệp thì mới hao mòn theo năm. Còn doanh nghiệp thì không được tính khấu hao theo năm mà bắt buộc phải theo tháng. Mà điều này rất nhiều kế toán chọn theo năm là sai. Mà chị gặp rất nhiều kế toán học viên của chị cũng như là nhận dịch vụ họ làm theo năm là sai. Rồi. Cái này em sẽ áp dụng cho chị theo phụ lục 1 thông tư 45. Thì em có thể tải cho chị phụ lục 1 về và em nghiên cứu phụ lục 1 theo thông tư 45 sau. Nhưng mà thường ô tô ấy thì chị nhớ trong phụ lục đó nó sẽ thời gian tối thiểu là 5 năm mà thời gian tối đa là 10 năm. Được chưa? Thì cái ô tô này theo chị em cho 8 năm. 8 nhân 12 96. 96 tháng. À, đúng rồi, đánh 96 tháng. Thì 1 tháng sẽ khấu hao là 7 triệu 8 nhá, phần mềm tự tính. Đến đây hiểu chưa? Bước thứ nhất xong, bước thứ hai xong, sang bước thứ ba. Đây. Vậy bước thứ ba này chị cũng nói y chang như công cụ dụng cụ thôi. Nếu như bộ phận quản lý em không cần làm gì hết, 642, được chưa? Nhưng nếu là bộ phận khác như là hải quan hay là bộ phận về vận tải thì ở đây sẽ là 154. Ví dụ như chị chọn đây là bộ phận hải quan thì sẽ là sản xuất chung chấm không phải dụng cụ sản xuất nữa mà là KH khấu hao chấm cho vận tải. Hiểu chưa? Tương tự như thế mà cho hải quan thì em sẽ chọn hải quan, nhưng ở đây mình quay lại vấn đề của mình là 642 cho quản lý và khoản mục chi phí đương nhiên mình không quan tâm. Em hiểu chưa nào? Bốn nhỏ nguồn gốc hình thành là xong. Nhẽ ra là mình sẽ chọn 1 2 4 nhưng mà chị chọn ngược rồi, cho nên 4 mình không chọn nữa. 5 6 em bỏ qua và cuối cùng thì em bấm ghi tăng đây để xong được bước thứ hai. Nhớ chưa? Thế bây giờ này, cũng như là công cụ dụng cụ đấy, có hai bước. Vậy kiểm tra bằng cách thủ công ấy thì mình sẽ vào bảng cân đối số phát sinh này. Mình sẽ kiểm tra cái phát sinh nợ của tài khoản 211, được chưa? Bằng bao nhiêu? So với vào phần tài sản cố định ở đây. Em vào phần ghi tăng ở đây. Em nhìn cho chị là năm nay lấy dữ liệu lên đấy bằng 753 thì là khớp thì đúng đúng không? Cũng cách thứ hai em cũng vào phần báo cáo đây, danh sách báo cáo đánh cho chị tuyệt đối và ở đây sẽ là sổ đối chiếu tài sản và sổ cái, chọn năm nay, chọn 211, ghi được không? Này. Rồi chọn đồng ý. Nếu như phần mềm nó trắng tinh, nó không có một cái thông báo nào hết thì em đang làm đúng. Như thế này có nghĩa em đang đúng chưa? Sổ cái cũng không có gì mà sổ tài sản cũng không có cái gì thì em làm đúng. Còn sổ cái có thông báo mà sổ tài sản không có nghĩa là em chưa ghi tăng cái tài sản mà em đã mua hàng không qua kho. Em hiểu chưa? Rồi, rồi ok. Như vậy là chị hướng dẫn cho em về phần tài sản công cụ đã xong. Có gì làm, không hiểu thì hỏi tiếp. Bây giờ em gửi cho chị một số hóa đơn. Ví dụ như là hóa đơn chi phí. Như là chi phí quản lý này, tiếp khách nhá, hướng dẫn các hóa đơn chi phí quản lý nhá. Có chi phí tiếp khách nhưng mà em nhìn thấy này á, cũng có hợp lý. Tại vì tiếp khách nó không có cái biểu gì cả. Tiếp khách mà không có chi phí này, không có các cái bill đi kèm là không hợp lý rồi. Em sẽ xin bổ sung đi. Cái hóa đơn mua cái em ơi, chị bảo này. Cái hóa đơn in hóa đơn với lại cái chi phí vận chữ cái số này, thực chất mà nói thì đúng là nó rất bé. Nhưng mà để làm đúng ra thì thôi thì em cứ phân bổ đi. Tức là đây là mùng 2 tháng 8 nhá, thì hóa đơn này em dùng trong khoảng tầm mấy tháng đấy thì em phân bổ cho nó đúng nhá, bản chất đi. Còn cái chữ cái số này thì em có thể cho thẳng vào chi phí cũng được. Cái hóa đơn phí vận chuyển này em phải cần xem cho chị là vận chuyển ở đây là công ty bên em đang thuê bên này vận chuyển hộ cho mình hay là như thế nào đây, bản chất của nó là như nào đây. Chị là nghi lắm, nghi là bên em lại nhiều khách quá, bên em lại không làm hết đấy.
rồi bên em lại thuê một bên thứ ba ấy vận chuyển, sau đó bên em tức là đầu vào của bên em rồi, nhưng em có cái trường hợp đó có. Thế nó trong ban vận tải chị dạy suốt, với lại chị làm suốt chị biết này, nhìn hóa đơn là chị đoán. Là người nhìn biết luôn. Nó vận chuyển nó có rồi. hai loại, một loại là vận chuyển hàng container để mình đưa vào cái phí dịch vụ hải quan của mình đấy. Một cái là mình thuê cái một bên thứ ba vận chuyển hàng cho mình và người ta khai hóa đơn cho mình. Nó Rồi vận tải thế thì bây giờ chuyển vận chuyển đó là vận tải, còn cái vận chuyển kia là vô cái dịch vụ hải quan, là trong bao của dịch vụ hải quan. rồi bây giờ chị nói hai trường hợp nhá. Trường hợp này em xác định cái này là em phải xem lại cái hóa đơn đầu ra của cùng thời điểm ấy, em phải xem lại là cái phí vận chuyển này xác định cho tình huống nào. Chị nghĩ là nhiều nhiều tiền thế này thì chắc là của vận tải đúng không? Em cũng biết rồi. Rồi cái này chị sẽ hướng dẫn em hai trường hợp và em sẽ xem lại xem lại nội tình công ty nhá, để hạch toán cho đúng này. Trường hợp 1 nhá, nếu nếu như mình và hạch toán chi phí vận chuyển mà cho phần của vận tải ấy, thì cũng sẽ có xảy ra hai trường hợp nữa cơ. Đó là thế này, em vào mua hàng, em vào chứng từ mua dịch vụ chị nhá, không vào mua hàng không qua kho mà cho vào chứng từ dịch vụ đi cho nó dễ. Chị sẽ vì làm ví dụ thôi, được chưa? Cái này trường hợp này chị vì nó chưa chắc chắn đấy, là bên cái hóa đơn của em nó chưa chắc chắn đấy, hiểu không? Thì chị sẽ tự tạo ra từng các tình huống để em hình dung ra này. Một là vào chứng từ dịch vụ đến đây, hiểu chưa? Rồi. Chưa thanh toán hoặc thanh toán ngay thì em sẽ chọn tương ứng ngày toán ngày chứng từ mã dịch vụ này, thì chị sẽ chọn một cái là chi phí vận chuyển cũng là tạo cho nó một cái mã, nhưng mà cũng là tính chất là dịch vụ nhá. Nhóm em bỏ qua tài khoản chi phí này, vì em đang sử dụng thông tư 133 cho nên như chị nói với em là tài khoản chi phí là định khoản, là ngầm hiểu là tài khoản nợ. Mà ở trường hợp này chị đang giảng cho em là bên em là trung gian thuê một bên khác ấy, người ta chở hàng cho mình. Thì nếu như trong trường hợp em thuê người ta hoàn toàn 100% mà em không bỏ một tí chi phí nào vào hết, tức em không bỏ nhân công, em không bỏ một cái loại chi phí nào vào ấy, thì em đi thẳng vào cho chị tài khoản giá vốn luôn. Hiểu không? 6 3 2 3 1. Hình dung ra không nào? Nghĩa là coi như mình chỉ ở giữa thôi, mình không làm gì hết mà mình chỉ hưởng cái hoa hồng ấy. Thì em chọn là 6 3 2 1 này luôn, định khoản hoặc là tài khoản chi phí em bỏ trống đi cái đã, rồi sau đó này coi như cái chi phí vận chuyển này mình sẽ tự định khoản tay ở cái nghiệp vụ của mình luôn, em hiểu không? Trường hợp thứ nhất, nếu như như chị nói đấy, em chọn là đây cho luôn vào giá vốn, trong trường hợp là mình thuê hoàn toàn chả làm gì hết nhá, đúng không? Rồi thế thuế này vẫn chọn bình thường, được chưa? Vẫn chọn là ví dụ như ở đây là 17 triệu cái hóa đơn kia đi, chị nói như thế đi, cho là 17 triệu đi. Lưu ý thứ hai, nếu này trong trường hợp một cái hóa đơn đầu vào ghi tổng đúng không, nhưng mình lại xuất cho hai hoặc ba khách hàng khác nhau đúng không, chưa hẳn là mình thuê một chuyến hàng của một ông A mà mình lại xuất cho một ông B đâu, mình có thể xuất cho ông B, ông C, ông D, em hiểu không? Tương ứng ông B, ông C, ông D đó lại có những cái mã dịch vụ khác nhau nữa đúng không? Thì ở bên phần hạch toán này em lại phải chọn tiếp cho chị nhá, là tách nó ra. Ví dụ ở đây 10 triệu là cho đơn hàng thứ nhất đúng không, 7 triệu cho đơn hàng thứ hai, hiểu rồi chị? Thế trường hợp thứ hai này, hầu như trong vận tải là có trường hợp này xảy ra. Hoặc cách thứ hai, ở đây em không định khoản vào 632 cũng được, và em định khoản vào 154 cho chị nhá, được chưa? Hiểu không? Tức chỉ giảng qua nhiều trường hợp để em phát huy được cái khả năng kế toán của mình ấy. Đấy, rồi. Nhưng mà cách nào cũng đúng hết. Rồi, tạm thời em cho vào 632. Được chưa? Vậy thì bây giờ cái này em sẽ về xem lại như thế nào để em đưa vào trường hợp cụ thể nhá. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà chi phí này mà dùng cho bên hải quan đấy nhá, thì chị ví dụ như từ đây sửa dòng nhá, thì đây
chắc chắn không thể nào dùng 632 được mà phải dùng là 154. Nhưng sang thống kê này, em hãy chọn cho chị khoản mục chi phí là sản xuất chung.mn. Mua ngoài đấy nha. Vậy thì bây giờ đây sản xuất chung chấm mua ngoài này em sẽ chọn cho chị là mạng hải quan. Đúng không? Ừ. Nhưng công trình này em không chọn gì hết nhá. Không chọn gì bởi vì mục đích của cái hàng hải quan mà phân chi phí cho từng công trình cực kỳ khó luôn. Đúng không? Tức là vì hải quan của em chủ yếu là nhân công và vận chuyển, đúng không nào? Thì có nghĩa là mình sẽ phân này, mình sẽ phân bổ trên doanh thu của mảng hải quan, phân bổ trên tổng doanh thu đấy, hiểu không? Của tháng đó, vì mình tính giá thành theo tháng. Cho nên tóm lại của phần hải quan thì em chỉ chọn cho chị khoản mục chi phí mà thôi nhá. Còn của vận tải ấy, thì em nếu như trong trường hợp mà định khoản 154 của vận tải thì đương nhiên thống kê bên này em cũng phải chọn sản xuất chung chấm MN của vận tải, có hiểu không? Ồ, cái nếu mà trước chọn 154 thì đằng sau là chọn khoản mục chi phí đúng không? Còn mà đằng Đúng, trước mà chính xác. 632 thì đằng sau là chọn một cái công trình. Mỗi công trình, đúng rồi, chính xác nhá. Nhưng mà nếu mà đằng trước mà chọn 154 của chi phí vận chuyển này thì cũng phải cần biết được là vận tải này cho công trình nào chứ, đúng không? Cả hai, À, hiểu và không? Ừ. Nhưng mà cái mảng hải quan của em là một cái mảng chung phân bổ cho doanh thu thì em có chọn không thể nào chọn nổi được cho cái đơn hàng nào hết, bởi vì cái vận chuyển này là nó xuất chung cho em mà em phải bổ dần theo cái đầu doanh thu của em ấy, hiểu không? Chứ em không thể nào chọn đích thị cho nó là của hóa đơn nào như là vận tải được, hiểu không? Ừ. Nên là khi làm cái đó là em phải biết được là cái này cho vào đâu và hiểu bản chất của nó là cái chi phí nào mà chọn cả khoản mục chi phí cả tên công trình tương ứng em nhá, thì lúc này có nghĩa là chi phí đấy đã thuộc vào chính cái dịch vụ đó rồi. Còn nếu như chi phí đấy mà không biết cho công trình nào hết, không biết phân bổ cho doanh thu nào hết thì để cho phần mềm nó phân bổ sau sau này ấy, mình không chọn gì hết, em hiểu không? Còn đã là 632 rồi thì chả cần chọn khoản mục nữa, bởi vì sao, bản thân nó đã đưa vào giá vốn rồi, vì mục đích của mình chọn khoản mục là chẳng qua là để lên giá thành, đúng không? Mà nó mình đã đi thẳng vào giá vốn rồi thì cần gì phải chọn khoản mục nữa, mà mình chọn luôn là cho cái nào đây để sau này chỉ cần so sánh là doanh thu của này em xuất hóa đơn là 10 triệu ấy, giá vốn của em được là 9 triệu chẳng hạn. Em hiểu ý chị chưa? Để mục đích sau này chỉ có một cái bài toán so sánh doanh thu và trên giá vốn cho từng cái đơn hàng của em. Đấy. Thôi 10 giờ rồi, để mấy những cái hóa đơn vào thì em cứ nhập trình nhanh rồi có gì hôm sau học rồi chị xem lại nhé. Ok em nhá. Thế cố gắng nắm bắt những nội dung hôm nay nhá. Chúng đi mua vào thì nó nhiều mà hơn bên bán ra. Mua hàng nó sẽ phức tạp hơn, và nói chung là kể cả bên lúc nào em làm mà không phải buổi học của em ấy thì có gì em cứ hỏi nhá, chị sẽ trả lời để cho nó kịp tiến độ. Ý là em có coi bài Sao? giảng của chị trên YouTube rồi. À, tức là cái Khi bài em này thấy đã mà có so đã từng sánh lên giảng rồi thu đúng chi không? phí là có xem. Ok, Em đúng xem YouTube rồi, em mới rồi. biết đấy. Được. Em biết bên chị. Ừ thì đúng rồi, có rất nhiều bạn người cứ xem kênh YouTube của bên chị thì người ta mới tin tưởng để học mà. Tại vì thực ra mà nói là nó có thật và làm thật ấy. Chứ còn nếu mà không có kênh YouTube với lại Facebook các kiểu với website nữa, còn có một số bên thì họ chỉ có mỗi Facebook không ấy, thì khó khó để học viên tin tưởng. Cũng hơi lo lắng tại vì là cái đợt trước đó là em có học ở Sài Gòn rồi, cái toán thực hành mà người ta dạy sơ sài học xong cũng thấy vừa ít, em mất hết 3 triệu mấy á, đi học 3 tháng. Học tại lớp à? Vẫn Học học tại lớp rồi, à? người ta mở lớp ở đó. Thì học tại lớp là vì người ta dạy cho nhiều đối tượng khác nhau, mỗi đối tượng một trình độ khác nhau, Đúng một mục đích khác nhau. Còn bên chị thì dạy theo kiểu là trọng tâm của mục đích của từng học viên, mà từng học viên để phân loại giáo viên ra ấy, giáo viên nào chuyên về cái nào ấy thì dạy thì nó sẽ hay, nó sẽ đúng không, nó sẽ hay nghe, nó xuôi lắm. Học viên nào học xong cũng làm cực tốt luôn, chả có học viên nào không làm được khi mà học bên chị đâu. Thương đó.
nó cũng có yêu tháng hơn một tháng ấy, thì nó kiếm thì đúng rồi, nói chung bạn Hương là được mọi người ở bên chị đánh giá là một trong những tư vấn nhiệt tình. Bạn ấy cũng dạy mà, cũng là giáo viên, tư vấn cực nhiệt tình luôn ấy, mà cực chăm sóc học viên luôn ấy. Kể cả em học nhưng mà có khi thỉnh thoảng không phải nộp tiền rồi bên chị không chăm sóc đâu. Có khi lại thỉnh thoảng lại hỏi em ơi chị làm vậy em có tốt không? Chưa thấy hỏi bởi vì là em mới đăng ký, em mới học thôi. Thỉnh thoảng lại hỏi em là bạn chị làm học dạy có tốt không, hay là chị Hoa dạy có tốt không, hay là kiểu nói chung là nó phải chuyên nghiệp như thế thì sau này em học xong em còn giới thiệu các bạn khác mà. Ok, thế nhá. Chị chào em nhá. Dạ vâng.